Hôm nay Hạnh sẽ hướng dẫn cho các bạn pha một màu hồng da để cho các bạn thử xử lý môi thâm ở cấp độ nặng nha. Môi thâm đen luôn á các bạn, thì các bạn sử dụng màu hồng da này đi trước nha, đi tơi đi thưa. Màu này chủ yếu của nó vẫn là nhiều màu trắng, nó chiếm tới 90% và màu đỏ nó chỉ chiếm tầm khoảng 10% thôi. Bây giờ Hạnh sẽ lấy cái lượng màu trắng nhiều 90% ha. Ở đây Hạnh cho khoảng tầm 5 giọt nha. Mình sẽ cho tầm khoảng nửa giọt màu đỏ thôi. Sau khi có đều, bây giờ hình test ra tay cho các bạn xem ha. Thật ra cái màu này, màu trắng vẫn chiếm chủ đạo. Các bạn có thể là cho cái màu đỏ vào, nó nhiều khi nó nhiều quá thì cái màu nó sẽ hơi tươi hơn một tí ha. Màu là ít thì màu nó chỉ tầm chỗ này thôi. Màu này thì các bạn nếu không có thời gian pha thì các bạn cũng có thể là mua những cái tem màu có sẵn như là của Roma Blend này. Ở đây mình thấy cái màu nó cũng gần như là na ná nhau. Ở đây hoặc là cái màu Angelica số 30. Thực ra thì mỗi hãng họ sẽ có cái công thức pha màu khác nhau. Tùy theo mình sẽ chọn cái màu nào mình cảm thấy thích hợp nhất với mình thì mình chọn cái màu đó thôi. Nhưng chủ yếu của nó vẫn là dùng để mà xử lý môi thâm đen, thâm nặng đó các bạn. Đó.